Với gần 100 cây số đường biên giới, ngoài hai cửa khẩu quốc tế và hai cửa khẩu chính, thì trên biên giới của An Giang còn có nhiều đường mòn, lối tắt, cùng với đó là hệ thống kênh rạch chằng chịt qua biên giới. Báo Thông tấn xã cho biết, theo quy luật thì cứ vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán, hoạt động buôn lậu trên các tuyến biên giới diễn biến phức tạp. Cùng với làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, Bộ đội Biên phòng An Giang cũng thành lập gần 200 chốt đóng ngày đêm tuần tra kiểm soát, nắm tình hình, không để các loại tội phạm lộng hành. Mới hôm qua, hai xe tải vận chuyển số lượng lớn hàng hóa xuất xứ nước ngoài không hóa đơn chứng từ, Công an tỉnh An Giang bắt giữ và đang điều tra nguồn gốc tang vật. Xe ô tô tải biển kiểm soát 67C07877 do tài xế Trương Văn Thật, sinh năm 1989, trú tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, chở số lượng lớn hàng hóa xuất xứ nước ngoài, gồm 52.000 cây bàn chải đánh răng, 3.000 bịch khăn giấy ướt, 1.000 chai sữa tắm, tổng trị giá hàng hóa khoảng 700 triệu đồng. Trước đó, tầm 2 tiếng cũng tại khu vực này, công tác phát hiện Nguyễn Văn Phi, sinh năm 1982, trú tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, điều khiển ô tô tải, chở 360 bộ tách trà xuất xứ nước ngoài, trị giá hàng hóa khoảng 36 triệu đồng. Công an lập biên bản tạm giữ phương tiện cùng tang vật để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết vừa phát hiện tại ga Đà Nẵng một lượng lớn hàng hóa không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, gồm hạnh nhân, hạt dẻ gần 2 tấn có in nhãn mác bằng chữ nước ngoài. Tất cả đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Qua làm việc với nhân viên vận chuyển thì được biết số hàng hóa vừa nêu có hướng di chuyển từ phía Bắc về Đà Nẵng, do nhiều người gửi nên chưa xác minh được chủ sở hữu. Nhiều thông tin nổi bật về an ninh trật tự, chị Mộng Mơ vẫn đang cập nhật, tiếp tục gửi đến quý khán giả ở phần sau chương trình.